Hello anh chị em, chào mừng anh chị em đến với kênh YouTube của Jimmy Nail Vlog nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em làm deep powder nha. Deep móng ngắn, móng bị lõm ở giữa nha. Làm sao cho nó có độ cong và tròn, đẹp, vừa phải ha. Móng ngắn ha, và móng không đều. Mình xong, đầu tiên mình bỏ primer nha. Trimmer lên trước xong mà mình bỏ xong mình dùng crystal clear nha, làm nước bay. Và xíu mình sẽ dùng cái crystal clear này làm cái top cho cái móng kim tuyến luôn nha. Mình sẽ dùng bay của Jimmy có bán nha, bay của JK. Cái bay này nó sẽ không bị đùn và nó không bị đặc và lỏng vừa phải nên mình rất là dễ làm. Mình đầu tiên thì mình sẽ nhúng một nửa clear lên nha, một nửa clear thôi, ngay chốc khúc giữa giữa móng thôi nha, trở đi và hai bên khóe, không cần quẹt tới hai bên khóe nha. Mình chỉ làm khúc giữa thôi để tạo cho nó có độ cong và độ dày ở giữa nha. Đó, mình quẹt vừa phải thôi. Mình sơn cái bay mỏng mỏng thôi nha, đừng có cho dày quá nha, dày nó sẽ bị đùn nha anh chị em. Mình sơn ở giữa thôi, tại vì móng nó bị lõm á nên mình cần ở giữa cho nó dày lên, nhô lên nha. Và móng này rất là ngắn và rất là khó làm, khóe sâu và bè, cái form móng rất là xấu nha anh chị em. Anh chị em nhớ chị sơn ở giữa thôi, hai bên khóe không cần sơn nha. Xong mình nhúng vô crystal clear nè, nhúng xong lấy ra ha, giữ khoảng 1-2 giây nhúng lấy ra cho nó keo, cho nó ăn vào bột nha. Nhớ sơn cho nó tròn tròn và đừng có dày quá nha anh chị em. Mình sẽ làm hết 10 móng xong mình quay lại mình nhúng ha. Mình làm như vậy thì xíu mình nhúng cái màu lên thì cái trên critical sẽ mỏng, nó không bị dày và nó sẽ tạo được cái độ dày ở giữa móng, tại vì móng này nó bị lõm nha chị em. Móng này lõm mình làm phải làm cho nó cái móng nó bằng ra và có độ cong thật là nhẹ cho nó natural nha. Móng này form rất là xấu, khóe hơi sâu hơi bè ra cho nên rất là khó làm nha chị em. Và nó đặc biệt là cái móng này nó bị lõm nha, mình sẽ làm cho nó dày lên ở giữa. Không, mình sẽ móng này thì mình làm màu đỏ với một ngón clear nha. Mình nhúng clear thì mình lấy cái tay in lại cái clear cho nó ăn vào cái keo nha, xong mình xíu mình phủ nó không có bị bay đi ha chị em. Nước đầu tiên thì mình sơn 80% nha. Mình nhúng vô mình giữ khoảng 3 đến 4 giây nè, cho keo nó ăn vào cái clear nè, để cho nó dính nó clear đầu lại nha. Xong mình ấn cho nó clear nó dính lại, để xíu mình phủi không có bị bay đi. Và sơn 80% thì nhớ sơn tới hết khóe móng nha luôn anh chị em nha. Là nước đầu tiên. Nước thứ hai thì mình là sơn đến 90% nha. 90% gần sát critical nha chị em. Và sơn đầy đủ nha, khóe móng là phải có đầy đủ nha. Xong mình nhúng vô nè, giữ khoảng 3 đến 4 giây ha. Xong mình lấy ra. Mình coi nó tiếp theo ha, mình nên tại mình nhúng màu đỏ cho nên mình cần phải nhúng cái clear trước nha, để nước deep của mình không bị dơ và nó sẽ không làm dơ cái kim tuyến của mình sẽ sáng hơn. Nhúng hai ngón trước. Đó. Xong mình phủ ra nè. Ấn xuống nha. Ấn xuống nha. Xong mình mới phủ nha, không mà nó không ở mấy ha. Tại vì clear là nó không có pha bột clear nhiều quá, cho nên nó sẽ dễ bị dớt hơn. Nên mình ấn lại ha, cho giữ cái mấy cái hột kim tuyến ở lại trên móng. Xong nước thứ ba thì mình sơn thật là sát critical nha,
khoảng 95% nha chị em. Càng sát càng tốt nha, đứng cho tràn khóe tràn ra nha. Đó, xong mình ấn này. Nước này nhớ đừng có quét dày quá nha, quét bỏng ha. Và thật là sát critical nha, tại nước này nước cuối cùng ha anh chị em. Mình sẽ nhúng 3 nước ha. Đó, cho nó đủ độ dày và cái layer nó sẽ đều hơn trên cái mặt móng, sẽ đủ, nó không có thiếu và nó sẽ sáng hơn. Xong mình đóng nắp lại ha. Xong mình phủi sạch ha, phủi sạch xong mình nhúng vô cái crystal clear nha. Nhớ phủi sạch ở dưới mỏng gầm móng nha. Tại vì mình nhúng vô cái crystal clear nó sẽ không bị rớt những hạt kim tuyến xuống cái hũ bột của mình, nó sẽ không làm dơ hũ bột của mình nha chị em. Mình nhúng crystal clear nè. Mình sẽ nhúng 100% nha. Đó, mình dặm trên cái critical cho nó tròn đó nè. Cho nặng cái nước bay mình thấm vô cái kim tuyến nha, tại vì kim tuyến nó sẽ bị rỗ ha, cho nên mình sơn dày một chút xíu, mình nhúng vô này, giữ khoảng 2 đến 3 giây ha, mình lấy ra, xong mình búng cho cái bột nó bay ra, mình lấy ra liền nha, búng cho bột ra ngoài nha, đừng búng vô trong hũ nha anh chị em. Đó, mình sơn đầy móng ha, sơn cho đều, xong mình nhúng vô giữ khoảng 2 giây ha, xong mình lấy ra, xong đóng lắp lại. Xong mình bỏ activator lên luôn nha anh chị em. Mình sẽ bỏ activator lên cho nó cứng ha, cho nó khô cái keo của mình. Bỏ nhiều xíu nha anh chị em, đừng có tiếc nha. Bỏ nhiều xíu cho nó khô ha, cho nó tràn lên những khóe, bộ khóe móng, nó sẽ không làm bể cái bột của mình, nó sẽ nhanh khô hơn. Hôm nay mình sẽ nhúng màu đỏ ha, nên màu đỏ rất là dơ, cho nên tại sao Jimmy lại nhúng cái kim tuyến trước ha. Nhúng kim tuyến trước nó sẽ làm không làm xíu mình nhúng không bị làm dơ cái kim tuyến của mình, cho nên Jimmy sẽ nhúng cái kim tuyến trước. Cái này thì mình cũng vậy nha, mình nhúng khoảng 80% móng nha anh chị em. Đó, các anh chị em thấy không, mình sơn nè, mình lấy cái keo vừa đủ thôi nha, mình đừng có sơn dày quá nha anh chị em. Đó, kéo cho thật là tròn, cho sát cái cho sát cái khóe nha. Nhúng giữ khoảng 2 đến 3 giây nè, xong lấy ra mình búng nha, búng cho cái bột nó rơi ra nha. Đó, móng này rất là khó làm, tại nó bị lõm, cho nên anh chị em làm theo bước này cái critical nó sẽ mỏng và ở giữa móng nó sẽ dày hơn. Và mình sẽ nhúng 4 nước nha. 4 nước critical sẽ mỏng, nó không dày, mình rũ rất là ít ha. Và đủ độ dày, tại móng của cô khách này đã bị lõm. Và móng của cô khách này rất là mỏng, cho nên mình cần nhúng dày một xíu ha, để đảm bảo cô khách này nó làm việc nặng, nó sẽ không bị bể cái đầu móng. Nhúng xong mình phủi sạch ha. Xong mình nhúng nước tiếp theo. Nước màu tiếp theo là nước màu tiếp theo số 2. Lần 2. Đó, nhúng giữ mình sơn khoảng 90% này anh chị em. Đó. Nhớ sơn tới khóe móng nha anh chị em, nhớ sơn đừng có mỏng quá nha, đừng có dày quá nha, dày nó sẽ bị dễ bị đùn lắm. Cho nên mình lấy vừa đủ, mình vuốt từ trên xuống dưới ha. Mình nhúng bột mình giữ khoảng 3 đến 4 giây, xong mình lấy ra. Sơn khoảng 90%. Đó, nhúng giữ ra. Búng nha. Đó. Sơn hai bên khóe nè, cho thật là đều nè. Mình vuốt đều lại cho nó đều một cái keo ha. Xong bắt đầu mình nhúng. Xong mình phủi ra nha. Phủi nhẹ nhàng thôi nha anh chị em. Trong lúc này thì mình nhúng có bị tràn hay là mình phải chùi đi ngay nha. Đó, phủi nhẹ nhàng thôi. Trong khi lúc này bột nó còn hơi ướt ha. Mình phủi nhẹ thôi.
Xong mình nhúng nước thứ ba này. Nước này thì mình nhúng 95% nha chị em. 95% sát critical này, sát khóe móng này và mọng này. Đó, nhúng này, giữ này. Cho bột nó ngấm này, đủ keo này ha. Đó, đẩy gần sát critical. Đẩy vào khóe. Tại vì móng này nó bị bè ra hai bên khóe nha, cho nên chị em nhớ sơn hai bên khóe thật đều ha. Đảm bảo hai bên khóe nó sẽ có keo và nó sẽ dính bột ha. Nó sẽ keo, nó sẽ ăn vào bột, nó sẽ đầy đủ. Cứ tiếp tục ha, đẩy sát critical, quẹt sang hai bên khóe. Xong kéo keo cho nó đều xuống. Xong bắt đầu nhúng và giữ. Và đẩy bột ra. Đó, đẩy sát critical. Quẹt sang hai bên khóe này. Xong vuốt lại cho keo nó đều ha, mỏng ha. Xong bắt đầu mình nhúng. Giữ ha, giữ khoảng 3-4 giây cho keo nó ăn cái bột nha anh chị em. Xong phủi thật là nhẹ thôi nha. Đó, nó sát critical ha, và không bị tràn khóe nè. Và nó sẽ, đồng móng sẽ không bao giờ dày ha. Nước thứ tư nha anh chị em. Nước này thì mình không cần sơn sát khóe lắm đâu nha. Nước này mình chỉ cần sơn sát critical thôi, 100% ha. Xong mình kéo thẳng ra, mình nhúng sơ cái thôi nha. Đó, sát critical này. Hai bên khóe, không cần sát hai bên khóe quá đâu nè. Xong kéo keo thẳng xuống. Nhúng nè, lấy ra nè. Đó. Nước thứ tư mình nhúng mỏng thôi nha anh chị em. Đẩy sát critical, xong kéo thẳng xuống. Hai bên khóe không cần nhiều ha. Hai bên khóe không cần, sơn tới cũng được. Tại vì xíu mình sơn nhiều quá nó sẽ bị dày ra hai bên khóe nha. Đó, nước này là nước cuối cùng. Và sát critical. Tại móng cái mình muốn nó dày hơn thì mình sẽ giữ lâu lâu một chút ha. Nó sẽ dày, ăn keo sẽ dày hơn. Tại móng cái nó sẽ làm việc nặng hơn. Và bàn tay phải của khách này nó sẽ làm việc nặng hơn. Cho nên mình sẽ nhúng dày hơn một xíu nha. Xong mình sẽ để activator lên. Để nhiều xíu nha anh chị em. Không sợ hết nha. Càng nhiều thì nó càng chắc móng thôi. Không sao hết. Đó, bỏ nhiều lên cho nó tràn đều hết, ăn thấm vô hết cái mặt móng nha. Xong bắt đầu mình rửa xếp nè. Cái keo của Motin thì làm rất là lẹ ha. Mình bỏ xuống, mình bỏ activator xong, mình có thể đợi khoảng 5 giây mình có thể rửa xếp được rồi. Nó sẽ khô rất là nhanh. Mình sẽ rửa cái ngón tuyến trước nha. Xong rửa cái rửa xếp thì mình rửa bên khóe trước nè. Rửa nhẹ thôi nha anh chị em. Mình đừng có đè rụng quá nha. Mình sẽ rụa vuông tròn cho cô khách này. Vuông nhẹ và tròn hai bên khóe nha. Tại cô khách này móng rất là ngắn và không đều nha. Có móng ngắn, móng dài. Và móng rất là mỏng. Và form móng nó xấu lắm. Nó bị bè ra và bị lõm xuống nữa. Rửa hai bên khóe, rửa đầu móng sao cho nó đều ha. Rửa nhẹ nhàng thôi, tại mình nhúng đâu có tràn đâu, cho nên mình rửa rất là ít ha anh chị em. Rửa hai bên khóe xong rồi mình mới rửa đầu móng cho nó vuông. Móng này thì nó bị khuyết ha, rồi bên đây nó sẽ bị mới bị lõm vô, nó sẽ không đều, cho nên chim mình không có rửa xếp trước khi nhúng. Thì mình cố ý như vậy để mình sẽ build cái chỗ mà bị lõm á, bị thiếu á, cho nó dài ra hơn. Xong mình sẽ rửa, xong mình nhúng xong mình sẽ rửa cho nó đều lại ha. Xong mình rửa nhạt, rửa mịn luôn nha anh chị em. Mình xài đầu rửa mịn của JK nha. Size M ha, đầu này có thể rửa cho bột, cho SNS được nha, bột nhúng được.
các anh chị bật máy vừa phải thôi, bật nhỏ thôi, không cần chạy mạnh đâu, tại mình không cần rũ nhiều mà. Mình chạy nhẹ nha trên cái critical ha, phải tròn cái vòng tròn critical nè. Xong mình rũ nằm xuống cái mặt móng nè. Tại vì mình đã nhúng bốn nước từ dưới lên trên cho nên cái critical mình mỏng vừa đủ ha. Mình chỉ cần chạy tròn critical là xong, mình không cần rũ nhiều nữa. Tại vì rũ nhiều nó sẽ mất bột ha. Cho nên mình làm như vậy á thì sẽ không mất thời gian cho mình sẽ làm được nhanh hơn. Và móng mình sẽ có độ cong tự nhiên mà không cần chạy máy nhiều ha. Mình chỉ chạy sơ sơ và nó sẽ tạo cho cái độ móng, độ khưa và độ đủ dày ở giữa móng, tại móng này bị lõm. Mình rũ tròn critical này ha, mình nhúng sát critical luôn thì mình chỉ cần chạy sạch cái da chết thôi. Là mình đừng có chạy nhiều quá nha. Mình chạy nằm cái mặt móng cho nó có độ phẳng là được. Tại móng này bị lõm mình sẽ rũ cho nó phẳng lại ha. Đó. Rất là nhanh. Và có đủ độ dày và không mỏng quá ha. Và móng bị lõm giờ nó sẽ không bị lõm nữa, nó sẽ bằng phẳng ra. Nhìn nó đẹp, nó tự nhiên. Và trên critical mỏng, đủ bột, đủ màu ha. Không có dày và không bị thiếu màu, không thấy si chu ha. Và đầu móng cũng không dày nha. Vừa đủ vừa phải ha, cho cái form móng ngắn này. Đó, mình rũ cho nó lan ha. Xong mình buffer nha anh chị em. Mình buffer cái ngón kim tuyến trước này, nó đỡ dơ cái buffer ha. Tại mình buffer màu đỏ nó sẽ dính vô buffer, mình bớt lên cái kim tuyến nó sẽ dơ hơn. Dơ màu kim tuyến của mình. Đó. Mình buffer kỹ một xíu nha anh chị em. Buffer kỹ nó sẽ láng hơn, mình sơn cái top nó sẽ bóng hơn nha. Không sao hết, xíu mình có nhúng tràn thì xíu mình lấy cái kìm mình cắt cái mấy cái keo mà bị dính lên cái ngón tay của khách nha. Đó, mình lấy kìm cắt ra nè. Đó, bị dính đúng không? Làm sao cho nó nhanh. Đó, mình cắt cho nó ra. Tại vì cái keo này nó sẽ dính vô rất là chắc ha. Xong mình bỏ activator lại nha. Đó, mình bỏ cái kim tuyến trước nè. Đó, bỏ đều hết mặt móng ha, cho nó tràn sang hai bên khóe luôn. Bỏ đều hết hai mặt móng nè. Xong mình sơn top lên nha. Mình bỏ nước số 4 lên, sơn hai nước top nha anh chị em. Nước đầu tiên anh chị em sơn mỏng thôi nha. Mình sơn qua mỏng thôi. Kéo này, để sát critical kéo xuống này, sát critical kéo xuống này, rất là nhanh. Để sát critical kéo xuống bên khóe, hai bên khóe, xong quét ở giữa một hai cái là xong ha. Đó. Mình sơn hết 10 móng, xong mình quay lại ha. Sơn tiếp nước thứ hai này anh chị em. Nước này thì mình sơn dày một xíu nha. Mình đẩy sát critical, sát hai bên khóe và nhớ quẹt đầu móng giùm chim mình nha. Nhớ quẹt đầu móng nha, quẹt đầu móng nó sẽ giữ chắc và nó sẽ ăn vô cái móng thật và móng cái keo của mình ha. Sẽ không bị bể và không bị nứt và không bị nước vô nha anh chị em. Đó, sơn đầu quẹt đầu móng nha. Sơn sát critical, sơn hai bên khóe nè, quẹt đầu móng nè. Nó sẽ không bị tràn ra ngoài. Nước top này nó sẽ rất là bóng và sẽ giữ lại cái đầu móng của mình chắc hơn. Mình sẽ zoom lại cho anh chị xem nhé. Đó, giật sát critical nha. Đầu critical thì sẽ rất mỏng và đẹp. Và móng sẽ không bị lõm nha. Form móng rất là xấu, mình làm cho nó tròn ha. Cảm ơn anh chị em đã xem hết video của Jimmy nha. Nhớ bấm like, đăng ký kênh, share cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Xong mình sẽ bỏ oi lên tay của khách, cho khách đi rửa tay nhé. Thế là xong nha anh chị em. Đó.
xong mình bỏ oil lên nè. Rất là khô, rất là nhanh ha. Cái top của mình khoảng đợi khoảng 1 phút tới 2 phút là nó đã khô rồi. Mình bỏ dầu lên cho khách đi rửa tay là xong nha anh chị em. Tạm biệt, cảm ơn anh chị em rất là nhiều.